Hôm nay mình sẽ vào vườn để mà bẻ một cái trái dừa để em ăn, nhưng mà do là cái dừa này nó lùn thôi, mình sẽ leo luôn ha. Ngày xưa thì mình cũng là dân leo dừa cũng cứng lắm, nhưng mà hiện giờ thì rất là yếu rồi. Đây là cái vườn nhà mình, ở đây thì ba mình ổng có nuôi cái cha, thường gọi là cá dồ, nhưng mà cá cha thì nhiều người ta thích có cầu người ta mới ăn, còn bình thường không cầu thì các anh chị không ăn. Ở đây mình có nuôi hai dạng, một là có cầu và hai là không có cầu. Cá có cầu thì nó sẽ béo hơn, ngọt hơn, nhưng mà mình thì mình ăn cá không có cầu thôi, còn có cầu thì rất là ít. Ở nhà thì ủa con 6 kg nữa hả? 6 kg là đi đẩy không ba? À, ở đây mình còn có mấy con 6 kg nữa nè. Đây cá rất là nhiều. Ở đây là mình nuôi theo cái dạng là từng hầm, mình ăn đó là chủ yếu là từ các loại cá mà ở các sạp chợ đó, thì mẹ mình sẽ đem về để mà bầm ra đối với những loại cá quá lớn, còn đối với những cá nhỏ đó, thì sẽ cho ăn trực tiếp luôn. Dạ thôi để con leo cho ba chứ đi. Rồi để con leo đi. Đây là cái vườn của nhà mình nè. Bên đây nè, hai cái bên dừa. Dạ. Dừa thì ngày xưa tới giờ thì mình leo chủ yếu là mình nhìn vào cái độ màu của nó. Nếu mà màu hơi sậm, chẳng hạn như trái dừa đây nè. Là trái dừa này có thể gọi là dừa ăn, còn cái dừa bên đây thì là dừa non nè. Nhưng mà dừa thấm mùa khác, mùa thấm mùa hạn khác đó. Đó, đó là cái đó là cái kinh nghiệm của người xưa. Còn mình đó thì mình chủ yếu là mình lên là mình bẻ thôi, nhưng mà mình nhìn màu thôi, cứ đếm lên ba quầy mà các bạn bẻ thì có thể gọi là vừa ăn nhất, nhưng mà tùy người. Bạn có thể thích ăn cứng cậy, chẳng hạn như cái trái này thì nó hơi già, không biết có đúng hay không nữa, tại lâu lắm rồi mình không có mình không có leo để bẻ. Để chút nữa mình leo lên để mình bẻ cho các bạn coi nè. Ở đây cây này thì nó gồm có 3 trái. Ủa, 4 trái chứ. Đây, ở trên một trái nữa kìa các bạn. Đây. Rồi, sau đây mình sẽ leo. Rồi sau đây mình sẽ leo nha. Lâu lắm rồi không có leo dừa, không biết leo nổi không thôi. Mệt quá. Leo dừa thì ngày xưa thì mình leo bằng cái chân và cái tay đẩy lên thôi. Còn giờ thì chắc phải ôm vô rồi. Đây. Cái dừa này thấp thôi, bẻ thì cũng không có thành vấn đề đó. Sẽ kẻ cái dừa này ra. Đây. Xích ra chút nha, xích ra chút. Đứng qua bên kia, đứng qua bên kia, ở trong kia ấy. Đây. Rồi. Mình sẽ leo xuống.
đây là cách nêu dừa mà của các anh chị ngày xưa tới giờ. Mình có thể ôm vô hoặc là ôm thẳng vô cái cây này luôn cũng được. Rồi, mình sẽ vô cái hàm để đặt cho các bạn nha, để kiểm chứng cái lời nói của mình thôi. Đây là trái dừa. Rồi, đi vô, đi vô. Kết quả mà mình sau khi mình đã chặt rồi nè, thì dừa ở đây thì nó hơi, bạn thấy cái gáo dừa không, gáo dừa này thì nó chỉ hơi cứng thôi, mà dừa này thì gọi là dừa ăn chứ không có gọi là dừa non, mà cũng không gọi là già lắm. Đây, mời các bạn thưởng thức. Nước thì nó không có gọi là ngọt, không ngọt à. Cái tháng này thì nó không có dừa này thì nó không có ngọt rồi. Dừa này nó chỉ gọi là hơi ngọt thôi, chứ có cái vị thôi. Nếu mà các bạn ăn trái dừa ở đây ngày xưa thì nó chua luôn chứ nó không có ngọt nữa. Còn cái mùa này thì ít có ngọt lắm, nên do đó mà các bạn mà thưởng thức mà nói mà vừa ngọt thì chắc mùa này là hơi khó, nếu mà ở tỉnh Kiên Giang của mình, còn mấy cái tỉnh khác thì mình không có biết rồi. Cảm ơn các bạn mà các bạn thưởng thức dừa ha, mà mình vừa mới bẻ ở trên cây xuống nè.